nốt ruồi trâu to như của Diệp thì xử lý như thế nào? Nếu bạn đang có nốt ruồi trâu to như của Diệp mà muốn xử lý không để lại sẹo thì cố gắng xem đến cuối video nhé. Còn Diệp ấy mà muốn xử lý nốt ruồi ấy thì rất là đơn giản, bảo đạo diễn ông ấy xử lý cho. Bảo đạo diễn ông ấy xử lý cho. Còn nếu mà các bạn có nốt ruồi to như của Diệp thì hãy xử lý như sau. Xem một chút về cái nốt ruồi của Diệp nhé. Nốt ruồi của Diệp thì cấu trúc của nó lớn hơn 0.5cm, bờ khá là đồng đều, màu đen đồng nhất và không có lông hay đám hoại tử. Như vậy thì cái nốt ruồi này nó không có khả năng ác tính. Tuy nhiên để mà an toàn nhất thì các bạn nên vào viện và chúng ta sẽ sinh thiết, xem cái tế bào của nốt ruồi nó có bình thường hay không. Vì những nốt ruồi có kích thước lớn hơn 0.5cm thì dễ bị ác tính. Đó. Và cái thứ hai là với cái tình trạng nốt ruồi này sau khi mà khám xong mà không bị ác tính thì chúng ta có thể xử lý bằng hai phương pháp sau. Một là chúng ta đốt bằng laser CO2. Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái cắt khâu thẩm mỹ. Thì đối với tình trạng nốt ruồi to như nốt ruồi của Diệp như thế này thì chúng ta nên sử dụng cái phương pháp là phương pháp cắt khâu thẩm mỹ. Bác sĩ sẽ lấy toàn bộ cái tổ chức nốt ruồi ra, sau đó thì khâu vào một đường khâu thẩm mỹ và giấu ở phía dưới mép miệng như thế này. Đó, thì cái đường sẹo của nó nhỏ như sợi chỉ thôi và rất là an toàn các bạn nhé. Và đó là cái phương pháp hiệu quả nhất và hữu hiệu nhất đối với những cái nốt ruồi to như thế này.